Cảnh này đẹp. Làm kéo hết tay. Đi mua đồ hả? Thôi đồ máy ghê chắc mua gì. Đang đợi chị. Mẹ mua hả? Dừng được chưa? Mẹ Di cầm quay đi, đi với mẹ chút. Mẹ ở đâu? Rồi Di Tiết hả? Chung ra. Đi, đi vợ của mẹ về đó. Rồi.